Minh Huấn xin chào cả nhà đến kênh YouTube của 2BK. Và hôm nay thì Huấn sẽ quay cận cảnh chiếc xe Land Cruiser LC300 đã được nâng cấp lên bộ VXR Trung Đông. Và đây là cái gói VXR full luôn cả nhà nhé, gói cao cấp nhất. Và trong video này thì nếu cả nhà đang có nhu cầu đặt mua xe Land Cruiser hoặc là muốn nâng cấp lên phiên bản Trung Đông VXR thì hãy liên hệ với Minh Huấn hotline 0848 365 777. Huấn sẽ hỗ trợ cả nhà và tư vấn cho cả nhà một cách chi tiết nhất nhé. Và đây là chiếc xe của chị Hạnh đến từ Đống Đa, Hà Nội. Chị Hạnh đã đặt mua của Huấn và đã nâng cấp luôn lên phiên bản full Trung Đông rồi. Và đây là chiếc xe sau khi đã được nâng cấp lên phiên bản VXR cả nhà. Và trong cái gói VXR này thì Huấn đã lắp cho khách hàng là bộ 64 chi tiết chính hãng, kèm theo nữa là thêm cái giá nóc Trung Đông và lắp thêm cho khách hàng lò xo Trung Đông và một số option khác. Và đây cũng là cái gói Trung Đông cao cấp nhất rồi. Và chiếc xe này bây giờ thì nó giống với chiếc xe Trung Đông lên tới là 100% rồi cả nhà ạ. Và đây là cái phần đầu xe này, sau khi được nâng cấp thì chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn về mặt ca lăng ở phía trước, cũng như là hai bên thì Huấn đã thay luôn cho khách hàng là cái cua lốp này, hốc lốp này, và hai bên bậc lên xuống cũng đã thay hoàn toàn 100%. Và những cái ốp gương, ốp tay nắm cửa thì cũng đã được thay thế hoàn toàn. Và chiếc xe này thì với la răng 20 inch thì nó cũng giống như phiên bản Trung Đông rồi cả nhà ạ. Và Huấn đã lắp cho khách hàng cái bộ giá nóc nhập khẩu Trung Đông nguyên chiếc này luôn. Đó, nếu như trên bản nhập Nhật thì giá nóc nhìn nó sẽ cao hơn và nó có màu đen, thì bây giờ nó sẽ có cái màu titan bằng kim loại và nhìn nó rất là thể thao và đẹp. Đó, những cái dòng chữ 70 năm kỷ niệm này thì Huấn cũng đã lắp cho khách hàng. Và khách hàng thì có nhờ Huấn là lắp và sơn đen lại những cái chữ như là 70 năm hay là Twin Turbo cả nhà nhé. Còn trên nguyên bản thì nó sẽ là được mạ chrome. Đó, rất là chi tiết, những cái chi tiết được lắp lên trên cái chiếc xe Land Cruiser này thì đều được Toyota Việt Nam nhập nguyên chiếc 100% từ Nhật và bắt đầu phân phối độc quyền cho đại lý và lắp đặt nhá. Và đằng sau xe này thì chúng ta có thể nhìn thấy được là đằng sau thì sẽ được nâng cấp lên là bộ cạn sau. Đó, và khi Huấn đã lắp thêm cho khách hàng là lò xo Trung Đông thì nhìn chiếc xe của chúng ta nó sẽ thấp hơn được khoảng 3 đến 5 phân nhé cả nhà. Và khi mà lắp lò xo Trung Đông rồi á, thì khi anh chị đi qua những cái gờ giảm tốc hoặc là đi qua những cái ổ gà ổ vịt sóc ấy, thì xe của chúng ta nó sẽ êm ái hơn rất là nhiều. Đó, những cái chữ VXR hay là Twin Turbo thì Huấn đã được sơn đen 100% rồi. Và chiếc xe này thì đã hoàn thiện chuẩn bị giao cho khách hàng. Và chiếc xe này thì khách hàng của Huấn cũng đã đấu giá chiếc biển số rất là đẹp. Biển số này cũng trị giá lên tới là gần 500 triệu đồng. Và sau khi lắp đặt xong thì Huấn cũng đã có là để hết những cái phụ kiện zin theo xe, gói gọn và để hết vào bên trong xe cho khách hàng. Và khách hàng sẽ cất đi và sau này muốn về zin hoặc có bán lại nâng đời thì họ sẽ lắp đặt lại nguyên bản 100% được cả nhà nhé. Đấy. Và nếu cả nhà đang có nhu cầu muốn nâng cấp lên cái phiên bản Trung Đông VXR hoặc là muốn đặt mua xe Land Cruiser với giá tốt, thủ tục nhanh chóng cũng như là đặt hàng nhanh thì liên hệ hotline cho Huấn 0848 365 777 thì Huấn sẽ hỗ trợ cho cả nhà một cách nhanh chóng nhất và Huấn sẽ lắp đặt chính hãng 100% nha cả nhà. Cho nên mọi người yên tâm hoàn toàn về chất lượng ạ. Và cái quá trình lắp đặt thì Huấn cũng chỉ lắp khoảng một ngày thôi là xong rồi. Quan trọng là cái quá trình đặt hàng thôi. Và nếu như mà khách hàng anh chị đang có nhu cầu lắp lên bộ VXR này mà anh chị ở xa, không ở Hà Nội chẳng hạn như ở Sài Gòn, thì có thể là alo cho Huấn này, Huấn đặt hàng và vận chuyển trực tiếp vào Sài Gòn cũng như là bất kỳ địa điểm nào anh chị mong muốn và lắp cho anh chị, và cũng trong vòng một ngày thôi là xong cả nhà nhé. Đó, sau khi lắp đặt xong thì chiếc xe này nó hoàn toàn là có một cái diện mạo khác, rất là trẻ trung và cũng rất là thể thao hơn rất là nhiều so với trên cái phiên bản cũ. Và vừa rồi Huấn đã quay chi tiết cho cả nhà xem. Nếu cả nhà có nhu cầu đặt mua xe hoặc là nâng cấp phiên bản VXR thì hãy liên hệ với Minh Huấn nhé. Minh Huấn xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau ạ.